Yo, hello, what's up chào anh em nha, cho quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo người nhá. Chào anh em game combo thằng nha, mình đây từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xem like và một subscribe cho nó phát triển anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình săn cốt quà với anh em vui chơi sự kiện mới các bạn. Xem đây có gì hot không anh em. Thì hôm nay xem là chúng ta có sự kiện gì đặc biệt không anh em, để đi săn cốt tiếp bạn. Hiện tại thì vẫn đang có sự kiện nhận cốt tướng Gáp, hùng của quân Gáp tuổi trẻ anh em. Từ mới ra mắt ngày hôm nay anh em, các bạn nhận chưa, nó chưa thì đi nhận nhá. Ok, fanpage là xem gì hot không anh em. Ok bạn, anh hùng hải quân Gáp huyền thoại đó. Để Gáp huyền thoại hơn nữa, Gáp tuổi trẻ anh em. Đến đến là đón, đụng là chạm, ông nội không ngán ai bao giờ nha. Các thuyền trưởng đã xử Gáp hôm nay chưa? Ủa hết rồi. Thế là anh hỏi con Gáp đánh fail lắm anh em. Tướng farm gỗ tốt nhất top 1 ông thầy, thầy ông nội nhá. Nói không đăng nhập được kìa. Trình nói ạ. Ừ đúng, hết mùa thì đóng rồi, rõ ràng đúng rồi. Sự kiện gì đây? Ok, hiện tại thì chúng ta còn duy nhất sự kiện nhận cốt ở sự kiện mừng tướng mới anh em, anh hoàng quân Gáp này. Các bạn đã chưa nhận chủ nhận. Ủa thế bữa chúng ta có mỗi sự kiện vote like đâu nhỉ? Sự kiện bữa fan cứng hứng quạt xịn như là hết rồi đúng không? Chúng ta đến hôm mùng 8. Ô, mai ngày cuối này anh em này, hôm nay còn sự kiện điểm danh phần cứng này các bạn này, hai phần quà anh em chủ lấy nhá, phần cứng còn này bạn chưa lấy anh chủ lấy này. Nhưng bữa chúng ta có một sự kiện gì tướng mới nữa mà quà trao tổng AL server đâu ta, chúng ta có một sự kiện vote like đâu nhờ. Nhìn hết rồi anh em, tại chúng ta còn hai sự kiện thôi anh em, hôm nay ngày cuối phần cứng nữa nhá, anh em mà chưa nhận thì tranh thủ đi lấy đấy các bạn nhá. Tạm sự kiện fan cứng nữa đó, các bạn tranh thủ lấy ạ. Bất ngờ chưa? Ok thôi, chúng ta về game chiến nào anh em. Ok anh em quay trở lại game nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi gia nhập bên này. Ok, gọi gia nhập thì gia nhập. Thuyền. Rồi ok các bạn. Tem farm gỗ hả? Hôm nay là tem Momo à? Hôm nay thứ mấy ta? Hôm nay thứ 5 à? Đây có boss anh em. Sát thương phép phải chịu tăng gấp đôi. Hôm nay lại đi được cái quả tem huyền thoại đây anh em này, dấu đề nữa này. Hôm nay đúng quả đi được quả tem huyền thoại luôn anh em. Tem này farm gỗ thì khỏi bàn luôn các bạn. Đúng bài luôn anh em phải không? Ok, bung nào. 15, 16. 1 phút được bao nhiêu? 19k rồi. Đúng rồi, đọc đèn bung nó lên. Trận này gần như dựa vào sát thương của Kata nhiều anh em. Ok, chắc là trên 30k. Trên 30k anh em. 27. 30. Ok, farm xong tụi anh em coi. Ok anh em, hôm nay không mang đá nên chỉ đang được 92k các bạn, mang đá để ram được 120. Chúng ta thể thấy một cái điều cũng khá là hay khi mà chúng ta nên mang đá hay không mang đá anh em nhé. Ok, phòng luyện tập. Thế chà, hôm nay cũng là tem bông nội luôn à. Bông nội này hơi hơi lạ các bạn, bông nội này hơi khác tí anh em. Cũng là tem bông nội nhưng mà nó lạ lắm các bạn ạ. Cũng là tem bông nội nhưng mà nó lạ lắm. Úi rồi, úi rồi, bên kia chưa gì hết, bên mình đã toàn hết cả đám rồi anh em. Úi rồi luôn, úi rồi luôn, nãy giờ mới hạ được mỗi ông độ thôi anh em, mà còn hai tướng ạ. À. Úi rồi, càng đét ạ. À. Khó đi lắm anh em, không thể dễ đâu. Nhiệm vụ điều đa giới hạn, ấy chắc 50 người mua, nên mua nhiều gớm ta. Qua quả anh em.
Ok, thăng cấp nào. Tám tư. Bên đang được bao nhiêu chó anh em? Ok, nên luôn. Đến đâu hay đấy các bạn, nâng đến nay thì chơi đến đấy luôn. Còn nâng được còn chơi anh em. Đô phi, đến đô phi là hết rồi anh em. Tăng cấp. Để xem một lần bung này được bao nhiêu lực chiến anh em. Ok, hết luôn. Lại quay trở lại với Pero Pero anh em, nâng cấp kỹ năng. 84 Kata Lo này. Kuroki Oden. Oden. Sengoku. Tiếp tục là Lo các bạn. Sanri. Ok anh em. Golo. Bio. Ok gọi thằng là PO 10k lực chiến các bạn, lâng một hồi như thế lên được 10k lực chiến anh em. Cũng căng, cũng được. Vượt ải Tinh Anh. Hôm nay như Tinh Anh không phải x2 các bạn. Ô có thuyền này luôn à. Ngon nhờ. Từ các bạn. Thuyền này. Wow. À, đây có đá nữa anh em, đá đây, đồ nâng cấp đây các bạn. À, nâng cấp thuyền. Nhận mảnh. Cái tăng mảnh này ra nó có cái chỗ chỉ đến chỗ quét ấy, nó đỡ hơn anh em. Kiểu luôn lấy mảnh ấy, thế sẽ tiện hơn, tôi nghĩ là vậy anh em. Ok, bậc 4 nào, cố gắng up lên anh em. Đúng không? Chưa anh em, tính mấy ngày này vẫn chưa đủ nâng. Vẫn chưa pull được các bạn. Tăng cấp lực chiến. Túi đỏ. Bánh mì thì mình cũng còn anh em. Mua Pelly này. Tướng. Ok, đằng nào cũng lên anh em. Nói chơi tới luôn đi. À mà như mày, ngày mai thì quét x2 tinh anh thì phải anh em. Đúng rồi, như ngày mai là quét x2 tinh anh gọi nên như tôi nhớ không nhầm. Ồ, ngày mai quét là vừa đẹp đấy các bạn. Hôm nay quét trước xong ngày mai vô nữa là có khi nào bung được Pero Pero lên đỏ luôn anh em. Chứ hiện tại thì tài nguyên còn đang thiếu khá nhiều. Màu này x2 bên này chứ. Đúng rồi anh em, x2 bên này. Màu này x2 đồ bên này các bạn. Ok. Còn thiếu một xém nữa các bạn, đủ rồi. Pero Pero lên đỏ à. Cũng là hợp lý anh em, cũng lên up dần cho lên đỏ là vừa. Ui, 105k luôn anh em. Khét nhờ. Dùng nhẹ ít bánh chơi anh em. Cái nhấn này đúng không? Tôi nhớ là cái nhấn này vừa mới cần đủ anh em. 105k. Ngoài wow, tướng đầu tiên lên 105k anh em. Cuối cùng cũng có tướng lên được chiến rồi. 179 nên không được bao nhiêu nhỉ. Wow. Top 6 này thật chống được chiến nhỉ. Có 300 mấy anh em. Hai AVC cũng càng đấy. Gần 300 thì hơn 300 anh em. Cũng khác đấy nhưng mà không sao. Anh Kata khóa Mochi nào. Đấm nào. Lượm luôn thôi anh em. Quay lâu lắm rồi lại lên top cao anh em. Top 3. Ok, chúng ta sẽ có một trận giao lưu với bác top 3 để cùng nhau đi trải nghiệm tướng mới anh em. Anh hùng hải quân Gáp. Thế bảo anh hùng hải quân Gáp ulti đau lắm các bạn. Đau giá ma luôn anh em. Đau giá ma luôn chứ không phải đau thường đâu các bạn.
có đúng hay vậy không thì chúng ta cùng nhau xem các bạn nha. Ok, anh Kata đâu rồi? Kata ơi, cố lên anh Kata ơi. Mở mốt ulti đi Kata. Ui, chất thuyền book rồi anh em. Mặc dù vậy chúng ta không được xem. Ui, ở đây rồi anh em, 666 đấy rồi. Hoài 6 hải quân này bắn có vẻ khét đấy anh em. Căng đét luôn ạ. À, top 1 hôm nay chưa lấy à? Top 2 thì sao? Top 2 cũng lấy nhưng mà chưa thấy anh em. Ok, chúng ta sẽ tạo Pero Pero anh em cho anh ba ra để có thể thấy được ngoài quân đánh nhiều hơn anh em nhé. Nào, ulti nào, ném pháo anh em, gọi lính đâu? Ồ, chưa gọi lính luôn à? Căng nhờ. Rồi đội bạn thuyền book thôi anh em, chịu sao lỗi các bạn, chơi hôm lại. Ok, nói chung thì hôm nay tập cập nhật hình quanh quả cát thôi anh em nhé. Hiện tại có hai cái event nhận code anh em. Đầu tiên là sự kiện phản cứng đến ngày cuối rồi anh em, chưa tham gia thì nhớ tham gia. Và có đè từng mới đó anh em nên lấy nhá. Đầu video kết thúc rồi, anh em cần theo giờ thì bye bye mọi người. Quà anh em.